Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những hình thái thời tiết đã ảnh hưởng đến nước ta trong ngày hôm nay và đón xem dự báo chi tiết cho các vùng vào ngày mai trong bản tin thời tiết cuối ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía đông rồi biến tính, đồng thời rãnh gió tây trên cao cũng di chuyển sang phía đông và suy yếu dần, khiến cho thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ chuyển tốt dần lên. Mặc dù trời còn nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ ở một vài nơi về đêm và sáng sớm, nhất là các tỉnh thành ven biển. Tuy nhiên, thời tiết có phần ấm áp hơn hẳn, trời tạnh giáo và có nắng. Rét cũng chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng khi nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vào sáng nay dao động từ 17 đến 19 độ, một số nơi thuộc vùng núi cao còn có nền nhiệt xuống mức 10 đến 12 độ tại các tỉnh thành miền Trung, nhất là khu vực Trung Trung Bộ, không khí lạnh cũng không còn tác động mạnh như những ngày trước nên mưa tại khu vực cũng đã giảm đáng kể, trời chỉ còn mưa nhỏ vài nơi, trời còn khá rét về đêm và sáng ở phần phía Bắc với nền nhiệt ít có sự chênh lệch so với khu vực Bắc Bộ. Trong khi đó, tại khu vực các tỉnh thành phía Nam, không khí lạnh khuếch tán sâu xuống cũng đã đem đến những trận mưa rào nhẹ. Dù với lượng không đáng kể, nhưng nó cũng giúp không khí trở nên mát mẻ hơn. Đồng thời, số điểm nắng nóng ở khu vực Đông Nam Bộ cũng thu hẹp dần dự báo trong đêm nay và ngày mai thời tiết cả các tỉnh thành phía bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu thêm nên trời vẫn tiếp tục nhiều mây và có sương mù về đêm và sáng người dân trên khu vực cần hết sức lưu ý khi lưu thông trong các khoảng thời gian này sau đó càng về trưa trời giảm mây hưởng nắng, nền nhiệt tăng nhẹ với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 23 đến 25 độ. Các nơi thuộc khu Tây Bắc còn có nền nhiệt đạt mức 26 đến 28 độ. Tại Trung Bộ mưa sẽ tiếp tục giảm thêm về diện và lượng, phổ biến là mưa nhỏ rải rác, tập trung nhiều về đêm và sáng ở khu vực từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Còn ban ngày trời phổ biến ít mưa và có nắng, khiến nền nhiệt trên toàn khu vực cũng có xu hướng tăng dần. Tại phía Bắc của khu vực, nền nhiệt về đêm cho đến sáng sớm vẫn phổ biến dưới 20 độ, nhưng càng về trưa nền nhiệt tăng lên nhanh nhanh chóng và đạt mức cao nhất khoảng từ 24 đến 26 độ. Càng đi sâu xuống phía Nam, nền nhiệt cũng tăng dần và cao nhất ở nhiều nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ, đạt mức 29 đến 32 độ. Tại các tỉnh thành phía Nam trong ngày mai, các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc vẫn có khả năng xảy ra, đồng thời nền nhiệt tại đây lại có xu hướng tăng dần trở lại. Nắng nóng lại lan đều ra các tỉnh miền Đông. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này được dự báo không gây gắt và mạnh mẽ như những ngày trước đó, với mức nhiệt cao nhất trong ngày đạt mức 35 độ. Còn tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên, thời tiết dịu mát hơn khi mức nhiệt cao nhất trong ngày hầu như chỉ dao động quanh ngưỡng 30 độ. Tiếp nối bản tin xin mời quý vị cùng đến với dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất là từ 23 cho đến 25 độ, có nơi từ 26 cho đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 23 cho đến 25 độ, còn nhiệt độ thấp nhất 17 cho đến 19 độ, có nơi là từ 13 cho đến 16 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 24 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi không mưa, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 cho đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, nhiệt độ trong ngày giao động trong khoảng từ 24 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 29 độ bản tin dự báo thời tiết cuối ngày đến đây là kết thúc xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong bản tin thời tiết sáng mai